thiền viện được cấp 7 giấy phép xe cất. Và hôm nay chúng ta sắp xong được thiền đường. Trong 2 năm nay, mỗi tuần khi đến Đại Đăng sinh hoạt tu tập, Phật tử chúng con thật vô cùng hoan hỷ nhìn thấy việc xây cất được tiến triển tốt đẹp. Thêm vào đó là sự có mặt của ni viện ngay kế bên. Những kết quả tốt đẹp có được đến ngày hôm nay là nhờ vào sự gia hộ của Long Thần Hộ Pháp, nhờ vào ân đức của Hòa Thượng Tôn Sư, nhờ vào sự kiên trì của quý thầy trong ban quản trị thiền phái Trúc Lâm ở hải ngoại để hoàn thành trọng trách do Hòa Thượng Tôn Sư giao phó là thành lập ngôi tổ đình Đại Đăng, nhờ vào những đóng góp vô vị lợi của các Phật tử chuyên môn trong việc xây cất, và điều quan trọng sau cùng là nhờ vào những đóng góp tịnh tài kể ít người nhiều của Phật tử khắp nơi trong nhiều năm qua. Sử liệu có ghi là vào khoảng thế kỷ 17, Thiền sư Chân Nguyên đã có công phục hưng thiền phái Trúc Lâm Yên Tự sau gần 4 thế kỷ dài như chìm ẩn. Thời hiện đại cuối thế kỷ 20, Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Thanh Hạ Từ đang phục hưng lại lần nữa để mạch nguồn Trúc Lâm Yên Tự tiếp tục trôi chảy mãi và lan truyền khắp nơi, làm bừng dậy một sức sống chân thật mãnh liệt mà người đời hằng bỏ quên. Hòa Thượng Tôn Sư đã nêu rõ những đặc điểm Thiền Tông Việt Nam như sau. Thứ nhất, không chỉ riêng người xuất gia mà cư sĩ cũng ngộ đạo, như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Sơ Tổ Trúc Lâm tức vua Trần Nhân Tông đã tán thán Thượng Sĩ như sau. Tinh thần sắc phận của Thượng Sĩ thật trang nghiêm, cử chỉ thẳng thắn của y đức. Thượng Sĩ bàn huyền tán diệu trong lúc gió mát trăng thanh, những hàng thạc đức đương thời đều bảo Thượng Sĩ tin sâu hiểu rõ, thuận hạnh nghịch hạnh thật khó lường được. Thứ hai, tinh thần nhập thế. Như ta biết, Lương Võ Đế ở Trung Hoa là vị vua rất sùng đạo Phật. Song khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa vào năm 520, Tổ nói thiền vua không lãnh hội, nên Tổ lên miền Bắc ở tại chùa Thiếu Lâm. Đến cuối đời, vua Lương Võ Đế có chiến tranh, bị quân giặc kéo đến vây hãm thành. Quần thần xin xuất quân chống giặc, vua không cho, lại ra lệnh đóng chặt cửa thành, tụng kinh cầu nguyện cho giặc rút lui. Kết quả là giặc chẳng lui mà ông bị mất nước và phải chết. Các vua nhà Trần là những người ngộ được Thiền Tông, đã cầm quân chỉ huy 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, một đội quân hùng mạnh và thiện chiến, đã từng bách chiến bách thắng từ Á sang Âu. Khi giặc thua rút về, đất nước thanh bình, vua mới ngồi yên tu thiền. Hai bên đồng là kính mộ đạo Phật, nhưng xử sự mỗi bên mỗi khác. Thứ ba, góp phần xây dựng văn hóa dân tộc. Những nhà lãnh đạo thiền phái Trúc Lâm vừa là những nhà chính trị lo cho dân trên nước, vừa là thiền sư mà còn là những nhà văn hóa thi nhân có tài. Các ngài đã để lại những bài văn chữ non như Cư Trần Lạc Đạo Phú, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Sơ Tổ Trúc Lâm, Vĩnh Vân Yên Tự Phú của Tổ Huyền Quang, vân vân. Công trình Đại Đăng đang tiến triển và chắc chắn sẽ được thành tựu viên mãn. Phần còn lại nhanh hay chậm là hoàn toàn tùy thuộc vào tịnh tài cúng dường. Tổ đình Đại Đăng ngoài mục đích chính là nơi cho quý thầy xiển dương chánh pháp nhãn tạng và là nơi cho các Phật tử nương tựa tinh thần tu tập, mục đích thứ hai quan trọng không kém là sự đóng góp một công trình văn hóa với kiến trúc đặc thù vào đất nước Mỹ, là nơi cư trú cho nhiều người Việt chúng ta hơn 40 năm qua. Hôm nay nhân ngày lễ khánh hỷ thiền đường, Phật tử Đại Đăng chúng con nguyện cầu chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương pháp giới gia hộ cho Hòa Thượng Tôn Sư, quý Hòa Thượng trong ban quản trị tông môn luôn luôn được an nhiên tự tại, trụ thế dài lâu, luôn là bóng đại thụ che mát cho hàng tứ chúng khắp nơi. Chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý chư tăng ni luôn được sức khỏe, gặp nhiều thuận duyên trên đường hoằng dương chánh pháp, và ngôi tổ đình Đại Đăng sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kế đến chúng con sẽ có đôi lời ngắn với lại những đạo hữu mà nói tiếng Anh. Nam mô Sakya Mâu Ni Buddha. Ladies and gentlemen, we gather here today at Đại Đăng Meditation Center with our monks and nuns to celebrate the partial completion of the meditation hall and to perform a rite to
to secure the Buddha in the meditation hall according to the traditions of the Juklam or the bamboo forest Zen Buddhism branch. Time seemed to just fly by. It has been 18 years from the day our beloved Grandmaster, the most venerable Thich Thanh Tử, came here from Vietnam to inaugurate Đại Đăng Meditation Center. This temple is the first overseas establishment for the Juklam sect and has the honors of being considered the principal temple. Over the years, we faced many challenges and hurdles with regards to growth and expansion. Over the years, it took us 8 years from 2004 to 2012 to get the major use permit, another 2 years to satisfy all conditions for infrastructure, and 2 more years to complete the infrastructure works, and finally, in March of 2017, we were granted 7 building permits. In the last 2 years, it is evident that with each passing week, much progress is made in all areas of the construction activities. In addition, there is a nunnery in the next property, which allows our nuns convenience and proximity to the monastery. What a blessing! All of these wonderful milestones for furthering the development of Đại Đăng Meditation Center that have been achieved thus far have been made possible by the efforts of many individuals. The merit of our lay people, the perseverance of the abbot and Đại Đăng's governing committee, the assistance of volunteers on technical teams for construction management, the hard work, dedication from Buddhists from everywhere over the years. It is because of everyone's hard work, dedication, perseverance, support, and collaboration that the establishment of Đại Đăng Meditation Center has been a success and continues to be a success. It is exciting to see the construction continues to progress, and we ask for your continued support. We would like to offer our gratitude to the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha, for all of the teachings instilled in us thus far, and to encourage one another to continue practicing, to strive to be the best versions of ourselves that we can be, to be mindful of our words and actions, and to live in the life we strive to live. Thank you very much for your presence. Good health and happiness to all of you and your loved ones. Namo Sakya Muni Buddha. Quý thầy cảm ơn đạo hữu Tâm Tịnh Lành đã có những lời cảm tưởng rất là chân thành trong ngày lễ khánh hỷ hôm nay. Nguyện cầu Tam Bảo cho gia hộ vững tâm, vững lòng tin ở nơi Tam Bảo, hướng đến tu hành cho đến ngày giác ngộ viên mãn. Dear Venerable Monk and Nun and all of the people today, today we have a special guest. Her name is Paula Silver. She is our long-term Buddhist follower, over 20 years of practice meditation. She will be here today represent for the English speaker. So I would like to invite you to come today to share your phần của phát biểu cô Paula, chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Đạo Tĩnh, thầy là giáo sư giảng dạy ở trường Mỹ, cho nên chúng con và thầy có một quãng tu học rất là dài dặn và tiếng Việt rất giỏi, cho nên chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Đạo Tĩnh chủ trì thiền viện Trúc Lâm Bảo Chí ở Atlanta chuyển ngữ của phần cô Paula. Chúng con cùng tỉnh thương tỏa. So please, come here to the podium. Good morning, my friends.
world peace begins at home. It begins in our hearts. There is a magnificent, spacious, silent temple inside each and every one of us. We must learn to access our silent depths so that they no longer remain subtle and hidden. From the truth of our birthless, deathless, timeless being, we bring this great peace into our everyday lives. And because environment is often stronger than willpower, we know there are times that our peaceful hearts are more accessible than at others. Our gorgeous new building with its stunning architecture and landscape stately beckons. Come here, come here. Step inside. Wow. Here is the physical reflection of our personal silent temple. The Buddha is everything and everywhere and right in front of our eyes. His peace is profound. How is it possible to be in the center of magnificence and humility at the same time? We are amazingly fortunate to have an environment such as this to practice meditation. Dai Dang Meditation Center is a true gift, a cultural jewel. America is a very young nation and has been gifted now with the ancient, time-honored, true teachings of Vietnamese Zen Buddhism. Our exquisite new buildings will call to the non-Vietnamese community to come and practice. I ask our present-day English class to model that there is no need to try and fit these teachings inside our Judeo-Christian heritage, because the truth is always congruent unto itself. Flowers have many fragrances, and the fragrance of Zen is pure and precious. Zen Buddhism fits perfectly everywhere, in every belief system. I ask new people to just come and soak up what is here. Let it settle inside you. Listen and learn. Feel the tangible peace of our monastic's meditation practice. Dare to be as deeply peaceful as they are. And finally, I wish to thank you, each and every one of you, for your support. Dai Dang Monastery will be a famous center of world peace thanks to you. Please continue to support this most important effort for world peace. One building is almost done. Two more to go. May we all be peaceful and healthy and happy. Thank you to my abbot. Thank you to my parents. Thank you to my loving husband, Gary, who is here with me today. Thank you, VIP. Namo Rappan Sutta Kamani. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái Phật trên Chư Tôn Hòa Thượng Vị Thượng Tọa là Đức Tăng Ni Chứng Minh. Thực ra thầy MC thầy chỉ giao cho con, nhưng mà thầy giới thiệu đó, con cũng trước giờ con cũng chưa có từng đi dạy các trường đại học nào hết, con chỉ tự học tiếng Anh thôi. Nhưng mà thầy chỉ mới giao, đúng ra cái trách nhiệm này đó là giao cho thầy đứng kế bên, nhưng mà biết gì lý do gì thầy bệnh rồi thầy xuống, thầy nhờ con lên, thì con cũng xin những cái sự hiểu biết của con cũng xin tâm ý. Hiện giờ thì những gì cô nói, cô Pola này nói thì cũng không có quá khó. Một số quý vị có thể cũng đã hiểu, nhưng mà có một số quý thầy quý cô Việt Nam thì có thể chưa có hiểu, thì con cũng xin đại khái một lượt dịch như thế này. Thì cổ rất đầu tiên thì cổ kính chào
quý thầy, quý cô, cô rất là hoan hỷ cô đến có được vinh dự mà đến hiện diện có mặt ngày hôm nay. Thì ngôi tam bảo này là một cái ngôi tam bảo rất là lớn rộng và rất là tuyệt đẹp từ bên trong ra ngoài, từ bên ngoài ra trong, từ mỗi cái đường nét. Cô ta đã từng đến đây học ngồi thiền ở dưới các quý thầy ở tại Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng này. Từ những có những người từ rất là mới, cũng có những người từ rất là đã lâu rồi. Thì từ cái sự thật về sanh lão bệnh tử và thời gian trôi qua rất là nhanh, những cái sự học hỏi của cô đã đem đến cái sự an lạc, cái sự an lạc vào cái cuộc sống hàng ngày của cô ấy rất là thiết thực. Và cái môi trường ở trong này, ở cái môi trường của Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng thì có cái năng lực rất là nhẹ nhàng và cái năng lực rất là lớn lao khi mà cô đến đây tu tập và học mỗi tuần. Nó ảnh hưởng đến cái, nó tác động lên cái tâm thức của cô và tất cả những thiền sinh đến này. Những cái building mà các vị đã từng thấy rất là rộng lớn, và về cái kiến trúc như các vị đã nhìn thấy ở trên cái vẽ đồ đó rất là đẹp. Và khi mà nhìn vào đó thì cô chỉ muốn nói là xin mời mọi người hãy đến nơi này, hãy đến nơi này, hãy bước vào bên trong, vào thật là rất là tuyệt vời. Đây là cái sự về cái vật chất và cộng về cái tinh thần là một cái ngôi tam bảo yên lặng và rất là yên bình. Đức Phật là người, Đức Phật là mọi thứ và mọi nơi, và ở trong mỗi trong cái tâm và Đức Phật ở ngay nơi trước mắt của chúng ta. Cái sự an lành của Đức Phật rất là sâu sắc. Có thể rằng đem đến cái sự mầu nhiệm và cái sự nhân đạo đến cùng một lúc, và cái tương lai rất là sáng sủa, rất là sáng ngời nếu mà cái mọi người đều đến bước vào cái môi trường để thực tập cái phương pháp thiền ở nơi này. Đại Đăng, Thiền viện Trúc Lâm Thiền viện Đại Đăng là một cái món quà thực sự và một cái món gia bảo văn hóa rất là quý giá. Người nước Mỹ là một cái nước rất là mới mẻ so với những cái văn hóa của tất cả những dân tộc khác, rất là những gì các vị biết này, tôi nói thêm thì nó chỉ hơn 300 năm thôi, nhưng mà nó đã đem đến những cái nó bao gồm tất cả những cái văn hóa truyền thống, những văn hóa cổ xưa và những cái giáo lý rất là quý giá, nhất là của Phật giáo Thiền tông của Việt Nam. Cô ta mong rằng cái sự hiện diện khi mà cô đến tham dự những cái lớp học tiếng Anh thì cô cần để fit in vào những cái sự những cái lời dạy, những cái giáo lý thiền này ngày xưa đó, để mà thì cô học những cái đạo như Công giáo và những cái tôn giáo khác, thì cổ mới thấy rằng đây là cái sự bởi vì cái sự thật lúc nào cũng là sự thật, thì những người theo học như thế này, những người theo học như trong cái nhóm học của cô đó, có rất nhiều là những cái đã từ trước đã có học nhiều những cái truyền thống thiền khác như thiền Phật giáo của các nước Á Châu khác. Thì cô rất là ngưỡng mộ, và cô rất là khi mà cô cảm nhận những người, chính bản thân của cô và những người bạn đồng học của cô có được cái sự trải nghiệm cái sự an lạc, thì cô thấy nơi đây thật là một cái nơi rất là yên bình, và cái nơi mà cô muốn tiếp tục mà đến đây để tiếp tục học, để trải nghiệm đi càng sâu, deeply sâu vào trong cái sự bình yên trong tâm thức của mỗi người bạn của cô. Và cuối cùng cô mong rằng
cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây support cái ủng hộ cái ngày lễ của Thiền viện Đại Năng ngày hôm nay, và cô chúc lành đến tất cả mọi người và Chư Tôn Đức Tăng đi. On behalf of the Trúc Lâm Đại Đăng, we would like to thank you very much, Mr. Pola, for your nice words, and thank you very much for good you and good help. Namo Sakyamuni Buddha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và đại chúng, bây giờ cũng đã đến giờ trưa, còn một tiết mục nữa là chúng ta đã xong. Chúng con thành tâm cảm ơn Thượng Tọa Đạo Tỉnh trong những lúc khó khăn nhảy ra giúp giùm. Đây là những phút mà không bao giờ quên được trong cuộc đời. Và đây cũng là một trong những tấm gương rất là sáng cho quý thầy cô trẻ từ ở Việt Nam trong nước của mình sang để làm một sứ mạng hoằng dương Phật Pháp cho ở nơi xứ người. Và đây là thành quả thành tựu mà thầy đã thành tựu hôm nay để cống hiến cho người ngoại quốc, và quý vị cũng đã từng thấy có những tác phẩm mà như chúng con đã như kia đã thức cả đêm để soạn cái chương trình mà nói năng rất lượm thượm, thầy không có chuẩn bị gì hết, rất là tâm không mà đi lên nói rất là rõ ràng, cho nên có những cái mà rất là hay khi chúng ta không có chuẩn bị gì hết. Chúng con cũng mong rằng quý thầy cô từ ở trong nước mình sang, đây là tấm gương rất là lành để học ở nơi thầy, để chúng ta cống hiến cho những người địa phương ở đây những cái gì chúng ta có thể làm được. Và trong chương trình kế đây, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chư Tôn Đức ngàn lần cao quý, thay mặt tuyên dương giáo pháp diệu quyền, là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Sự hiện diện hôm nay của Hòa Thượng Thượng Thông Hạ Phương đến từ Việt Nam, viện chủ các thiền viện và phó ban thường trực thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài đã đi đến đây với một cái thời gian và rất là này khá như là đi máy bay rất là xa, và sức khỏe của Ngài cũng không có cho phép nhiều, mà Ngài đến đây chứng dự với mình hôm nay. Và ngày hôm qua Ngài có ban bố cho mình một thời pháp rất là ý nghĩa với đề tài là vô trụ tâm. Và hôm nay với sự thỉnh cầu của ban tổ chức, Ngài cho chúng ta một lời huấn từ. Giờ đây chúng con xin đại diện cho tất cả đại chúng hướng tâm về Thầy, về Hòa Thượng, cung thỉnh Hòa Thượng cho chúng con đôi lời huấn từ hôm nay trong ngày lễ Khánh Hỷ, và cũng như ngày lễ an vị tôn tượng Phật Bổn Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thông Hải, Hòa Thượng Thích Phú Tịnh, kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa cùng tất cả quý quan khách cũng như toàn thể hội chúng hiện diện hôm nay. Thì hôm nay tại Thiền viện Đại Đăng được đầy đủ cái duyên lành để tổ chức cái lễ gọi là Khánh Hỷ Thiền Đường, đồng thời lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cho nên có được cái buổi tụ hội đông đảo như thế này. Thì cái điều trước tiên là cũng thay mặt cho ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm xin tùy hỷ và tán thán cái sự thành tựu của quý vị ở nơi đây với cái công trình này.
Thì đây cũng là gọi là một cái bài học, gọi là bài học nhẫn nại cho mọi người cũng học thêm. Bởi vì đúng ra thì ông bà mình thường hay có câu nói là cái việc lớn gì thì cũng phải trải qua những cái khó nhọc thì mới thành tựu được cái việc lớn. Còn nếu mà việc mình dễ dàng thì không thành việc lớn. Muốn thành việc lớn thì phải chịu và nhẫn nại, phải chịu khó. Cho nên đó là cái điều cũng rất là tùy hỷ và tán thán. Đồng thời đó mình cũng học thêm một cái bài học này. Cái điểm thứ hai là nghe qua cũng như cái báo cáo cái công trình xây dựng thì đúng ra thì xây dựng thì cái chánh điện là cái chính, cho nên đúng ra là xây dựng cái chánh điện trước, nhưng mà do cái duyên lành thì quý vị lại sắp xếp để xây dựng cái thiền đường trước, nhưng mà đó lại cũng là một cái duyên lành rất tốt, rất có ý nghĩa, tức là thiền đường là một cái nơi đúng là tập trung sức sống công phu của thiền viện đó, đúng là trọng tâm của thiền viện đó, thì như vậy tức là một cái duyên lành để mà cũng vừa nhắc nhở cho mọi người cũng như là những vị ở đây, những vị kế thừa phải thấy được cái ý nghĩa tu tập, ý nghĩa thực hành nó là cái trọng yếu như thế nào, để rồi luôn luôn mình để phát triển cái công đức tu hành, cái thực tập được cái giáo lý của Đức Phật, để rồi mình có được những cái gọi là phần thưởng gọi là kinh nghiệm được hay là thể nghiệm được cái giáo pháp của Đức Phật bằng cái sự thực hành, cái sự tu tập, chứ không phải là mình học suông, nói suông, hiểu suông. Nên đó là ý nghĩa rất là hay, bởi vì mình có thực hành, có tu tập rồi mới có thể nghiệm được pháp, rồi mới có thấy được pháp, mà thấy được pháp thì mới thấy Như Lai. Như là trong các kinh, nhất là kinh về Nguyên Thủy đó, Phật thường nói đó, tức là thấy pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai tức là thấy pháp, mà muốn thấy pháp thì phải thực hành pháp, chứ còn mình học pháp mà không thực hành pháp thì làm sao thấy được pháp. Nhưng mà nếu mình thực hành, mình học pháp mà mình không thấy được pháp thì đó cũng là một sự thiếu sót lớn lao trên cái cuộc đời tu hành của mình. Cho nên đó là một cái điều mà muốn gọi là nhắc đến cho quý vị ở đây, quý vị có trách nhiệm này cũng như quý vị có liên hệ kế thừa tiếp tục về sau này, phải luôn nhớ trân trọng giữ gìn cái tinh thần này thì cái gọi thiền viện Đại Đăng mới có cái gọi là phát triển lâu dài, vững bền và đem lại cái nhiều cái lợi ích lớn cho nơi này cũng như trong cái xứ này, cũng như là cái thiền gọi là thiền học Việt Nam hay là thiền tông Việt Nam, nó cũng là được đến với mọi người một cách đầy đủ cái ý nghĩa. Rồi thêm một cái điểm nữa là cũng nhân có cơ hội này mà tất cả tăng ni cũng như Phật tử được tụ hội một nơi, được gặp gỡ như thế này thì cũng thêm một cái duyên lành lớn nữa. Như cổ đức có câu là thuyền lẻ cùng qua sông mà đâu không duyên đời trước, ba tháng hạ cùng an cư thì hẳn có cái duyên nhiều đời, nghe không? Tức là đi cái thuyền lẻ cùng qua sông á, cái đó mình không có tính toán gì hết, nhưng mà như vậy thì tức là cũng có cái duyên đời trước, nghe không? Còn cùng nhau và an cư ba tháng hạ thôi, nghe không? Thì cũng là cái duyên túc duyên nhiều đời chứ không phải là ngẫu nhiên mà có. Thì vậy có đầy đủ những cái duyên lành để tụ hội, để gặp gỡ với nhau là tức là có những cái duyên lành lớn với nhau, nghe không? Do đó mà mình cũng thấy được những cái điểm đó, để rồi cũng trân trọng, rồi luôn luôn
để mà phát triển cái duyên lành nó càng lớn. Như vậy thì hôm nay coi như là các duyên lành nó đầy đủ, nó tụ hội, thì cũng mong rằng cái duyên lành này càng ngày nó càng phát triển, rộng lớn thêm, mà tốt đẹp thêm, để gọi là cái Phật pháp cũng được nó là tăng trưởng, để đem đến nhiều cái lợi lạc cho quần sanh. Thì cuối cùng mà cũng kính mong mà cái gọi là buổi lễ được thành tựu tốt đẹp, kính chúc tất cả luôn được thanh tâm an lạc, được sống trong ánh sáng trí tuệ của Phật pháp, để vươn lên trong cuộc sống. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thiền lẻ cùng qua sông đâu không duyên đời trước, ba tháng hạ chung ở ắt có duyên nhiều đời. Hôm nay chúng ta có duyên trong một cái pháp hội như vậy, thật sự không phải là một đời mà rất là nhiều đời. Chúng con xin được thành tâm biết ơn cảm niệm sâu sắc, ghi khắc những lời giáo huấn của Hòa Thượng, để áp dụng vào trong đời sống hiện tại, để được giải thoát tốt đẹp đạo đời. Đường đời vạn lối muôn sầu nẻo, ta cùng với nhau nhẫn nhịn nhường, chuyển những điều không như ý để phiền muộn trở thành những điều tốt lành, để được an vui giải thoát. Nguyện cố gắng tiến tu để không uổng đi chí nguyện xuất gia học đạo của người tu sĩ, cũng như tinh thần ngộ đạo của những người Phật tử, để tăng trưởng trí tuệ, nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyện cầu Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng sống lâu nơi đời, tuổi thọ miên trường, để mãi là tấm gương sáng cho hàng tứ chúng chúng con, là bóng cây che mát, là cho tứ chúng chúng con noi theo và nương tựa tu tập ăn vui giải thoát. Lời huấn từ của Hòa Thượng cũng đã kết thúc buổi lễ an vị tôn tượng và khánh hỷ ở tại nơi thiền đường này. Và giờ đây trước Tam Bảo uy nghi tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, chúng con cung thỉnh quý ngài khởi thân đứng dậy và tiến về ngôi thiền đường mới ở nơi đồi trên kia, để niêm hương bạch Phật, nguyện cầu khai tâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đại chúng chúng ta đồng đứng dậy, thay chấp thành hình hoa sen đối diện nhau để cung tiễn chư tôn thiền đức. Mời cô chân thiền tình hát lên bài thiền ca mạch ngầm để cung tiễn chư tôn thiền đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.